Chiều ngày 8 tháng 12, huyện Phú Tân phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang tổ chức lễ bàn giao 40 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân ở huyện Phú Tân. Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Tiết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, ông Huỳnh Thành Danh, Bí thư Huyện ủy Phú Tân, ông Trần Văn Lắm, Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang. Qua 2 tháng triển khai xây dựng, 40 căn nhà đại đoàn kết đã được bàn giao cho các hộ nghèo ở 18 xã thị trấn, trong đó xã Tân Trung 4 căn, Long Hòa 4 căn, còn lại mỗi địa phương 2 căn. Các căn nhà được xây dựng theo tiêu chí 3 cứng có diện tích từ 32m2 trở lên, gồm sàn lót gỗ, khung kẽm, dách và mái tôn và bó nền lót gạch men. Mỗi căn trị giá từ 60 đến 90 triệu đồng, tổng kinh phí xây dựng 2,8 tỷ đồng, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang tài trợ 2 tỷ đồng, các gia đình đóng góp 200 triệu đồng, các địa phương vận động hỗ trợ 600 triệu đồng. Tại buổi lễ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang, chính quyền địa phương trao tặng 40 phần quà là những nhu yếu phẩm cần thiết để chúc mừng cho 40 hộ gia đình được nhận nhà mới. Phát biểu trong buổi lễ bàn giao nhà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiết Hùng, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh cảm ơn sự quan tâm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang đã luôn đồng hành cùng địa phương, chăm lo chia sẻ với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, mong các hộ được nhận căn nhà mới tiếp tục làm ăn, vươn lên thoát nghèo, chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, vận động con cháu và người thân không tham gia tệ nạn xã hội.